Bí ẩn xung quanh những cỗ quan tài tự động dịch chuyển The Barbados 200 năm trước là do tác động của con người hay từ các thế lực siêu nhiên? Barbados là một hòn đảo nhiệt đới hấp dẫn nhiều khách du lịch nằm ở cực đông của quần đảo Caribbean ở Đại Tây Dương. Năm 1625, người Anh đã đến Barbados và nơi này nhanh chóng trở thành thuộc địa của họ. Khí hậu trên đảo thích hợp với việc trồng mía, vì thế ngành công nghiệp đường mía đã phát triển mạnh mẽ trên hòn đảo. Trên đảo có một khu nghĩa trang ở nhà thờ xứ đảo Austin's, một trong những ngôi mộ đầu tiên thuộc về người đàn ông tên là James Elliot, được dựng lên vào năm 1724. Ngôi mộ này khá trang nhã, được xây bằng đá san hô, phần cửa được niêm phong bằng đá cẩm thạch, có cầu thang nhỏ dẫn vào gian chôn cất, dài khoảng 3,7m và rộng khoảng 2m bên trong lòng ngôi mộ và mái vòng cổ kính. Nhưng khu nghĩa trang này đã bị bán đi, chủ mới là Thomas Chase, một chủ đồn điền ở đảo Barbados và sử dụng như một nghĩa trang gia đình. Năm 1807, phu nhân Thomasina Goddard qua đời, thi thể được đặt trong một quan tài gỗ. Bà trở thành cư dân đầu tiên ở khu nghĩa trang gia đình. Không lâu sau, con gái của Thomas Chase và Thomasina Goddard là Mary Ann Maria Chase không may qua đời cũng được chôn cất tại đây. Năm 1812, chị gái của Mary Ann Maria Chase là Dorcas Chase đã được chuyển đến an nghỉ bên cạnh ngôi mộ của em gái. Cô mất vì biếng ăn, nhưng nhiều người lại cho rằng Dorcas Chase tự sát vì không chịu nổi những đòn tra tấn của bố mình. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi Thomas Chase chết. Lúc mở cửa mộ, ai ai cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Những cỗ quan tài trong ngôi mộ đều nằm ở các vị trí bất thường, như thể đã có một sức mạnh nào đó di chuyển. Người bị nghi ngờ đầu tiên là người chịu trách nhiệm trông coi nghĩa trang, nhưng ông phủ nhận mình có liên quan đến sự việc này. Dù khá hoang mang, nhưng người dân vẫn quyết định đặt quan tài của Thomas Chase ở lại ngôi mộ gia đình, sau đó niêm phong gian chôn cất. Tháng 9 năm 1816, Samuel Brewster Ames, 11 tháng tuổi, được đưa đến đây chôn cất. Lúc này, mọi người một lần nữa chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên trong gian chôn cất và quan tài của Thomas Chase đang dựng đứng dựa vào tường. Hơn một tháng sau, bố của Samuel Brewster Ames được mọi người an táng tại khu nghĩa trang kỳ lạ đó, và đúng như nhiều người dự đoán, bên trong vẫn là một mớ hỗn độn. Quan tài của bà Thomasina Goddard vỡ nát, chỉ còn lại một mảnh gỗ. Chẳng thể làm gì khác, họ buộc mảnh quan tài vỡ và thi thể của bà rồi đặt dựa vào tường. Vào thời điểm này, chuyện về ngôi mộ bị ma ám đã lan rộng khắp nơi. Khi bà Thomasina Clark qua đời, vị thống đốc Lord Cormamere đã đưa một nhóm quan chức đến khu nghĩa trang theo dõi quá trình chôn cất. Và tất nhiên là các cỗ quan tài trong gian chôn cất một lần nữa thay đổi vị trí. Lord Cormamere đã cho người kiểm tra cẩn thận và không phát hiện ra bất cứ thứ gì tương tự một lối ra. Sau khi đã sửa sang lại bên trong, Lord Cormamere cho người giải cát mịn lên sàn và rời đi sau khi bị chặt các cửa ngôi mộ. Một năm sau, vào ngày 18 tháng 4 năm 1820, Lord Cormamere và binh lính cùng người dân địa phương quay lại nghĩa trang dòng họ Chase một lần nữa. Một thế lực bí ẩn nào đó tiếp tục dịch chuyển những cỗ quan tài, một số xê dịch đôi chút, số khác dựng đứng dựa vào tường. Quá hoảng sợ, mọi người đã vội di chuyển 7 cỗ quan tài bên trong đến nơi khác. Khu nghĩa trang của dòng họ Chase trở thành ngôi mộ trống với 5 lần bị phát hiện dịch chuyển bất thường. Câu chuyện về những cỗ quan tài dịch chuyển trên đảo Barbados trở thành một trong những bí ẩn không có lời giải đáp nổi tiếng nhất. Trong quyển sách Những phác thảo xuyên đại Tây Dương, Transatlantic Sketches, vào năm 1833, tác giả James Edward Alexander có nhắc đến nhiều chi tiết khác với thông tin được truyền đến hiện nay. Theo đó, ngôi mộ dòng họ Chase được mở lần cuối vào năm 1819, không phải là 1820, và thống đốc Lord Cormamere chỉ đến đây một lần duy nhất vào năm 1819. Năm 1844, nhà nam hiểm người Anh Robert Herman Strumberg đề cập bí ẩn ngôi mộ nhà Chase trong quyển sách lịch sử của Barbados, History of Barbados. Theo lời kể của ông, thống đốc Lord Cormamere chỉ nghe chuyện về ngôi mộ bí ẩn khi đi ngang đây. Sau đó, thống đốc Lord Cormamere mới cho người mở cửa mộ để xem xét. Năm 1907, Andrew Lang, một người nghiên cứu văn hóa dân gian người Anh, đã công bố trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Dân gian số ra tháng 12 năm 1907 những thông tin khác biệt mà ông đã thu thập được. Một trong số đó là thông tin bên trong ngôi mộ nhà Chase chỉ có 6 cỗ quan tài, không phải 7 cỗ như nhiều nguồn tin khác. Andrew Lang cũng tìm được bản ghi âm từ nhân chứng Nathan Lucas, người đã có mặt vào hôm mở cửa ngôi mộ năm 1820. Theo lời Nathan Lucas, lúc đó bên trong ngôi mộ không có dấu vết của nước hay quan tài gỗ nào cả. Trong trường hợp này, nếu câu chuyện thật sự có thật, nguyên nhân có thể là gì? Đây là hai cách lý giải phổ biến nhất. Barbados có khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa trong mùa mưa có thể vượt hơn 100mm và nơi đây chủ yếu là đá vôi. Có thể nước mưa quá nhiều đã tràn vào bên trong ngôi mộ và di chuyển quan tài chăng?
Khả năng này có thể xảy ra, nhưng trong nhiều phiên bản kể khác nhau đều mô tả quan tài của ông Thomas Jay là bằng chì, cần nhiều người mới có thể nâng lên được thì nó sẽ không dễ dàng bị nước di chuyển. Ngoài ra, dù Barbados gần với nơi xảy ra động đất thường xuyên nhưng chưa có ghi nhận nào về động đất trong khoảng thời gian đó. Do đó, hai yếu tố tự nhiên là nước và động đất không thể giải thích hiện tượng quan tài di chuyển liên tục. Khi những lời giải thích có vẻ hợp lý đều bị loại trừ, con người đã gán câu chuyện này cho một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Người dân địa phương luôn nghĩ nguyên nhân là do hồn ma của hai cô con gái của Thomas Jay gây ra. Ngoài những điều trên, một khả năng khác cũng cần phải xem xét, đó chính là bản thân của người đó, ví dụ như có ai cố tình tạo ra sự việc này vì một mục đích nào đó hay không. Theo điều tra viên Joe Nickel, chuyện về ngôi mộ bí ẩn của dòng họ Chase chỉ là một âm mưu của hội Tam Điểm và chỉ có các thành viên trong hội này mới hiểu được ý nghĩa của các chi tiết trong câu chuyện. Nhân chứng Nathan Lucas cũng từng kể trước đây, trong cuộc nghĩa trang có rất nhiều dấu hiệu của hội Tam Điểm. Theo bạn thì tại sao những quan tài này lại có thể di chuyển được? Hãy để lại phán đoán của mình ở phần comment bên dưới video nhé! Và đừng quên like, follow, subscribe các kênh của Châu Được Chuyện trên Lotus, Facebook và YouTube. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo nhé!